Hello, chào mọi người nha. Tối mình đi soi đêm. Chim ở đây bay đi rồi mọi người ơi. Tiếc quá. Không biết là chim gì đây. Tiếc quá mọi người ạ.
Ui kia một con này mọi người ơi. Rồi, hàng đây rồi, đây rồi. Đây là mọi người ơi. Ok nhá. Ôi, khá to mọi người ơi. Mọi thấy chưa, vàng vàng kìa. Rắn ráo nha mọi người ơi. Giờ mình bắt nha mọi người ơi. Giờ mình sẽ dùng cái kẹp này. Mọi người nhớ cẩn thận nha, trước khi bắt rắn nha. Phải soi kỹ xem rắn độc hay rắn không độc nha. Bị dưới đấy mọi người ạ. Đúng rồi. Đây. Hai đến ba lặng. Ok. Một con. Cái con gì nhỉ?
con đấy mọi người ơi. Con này to hơn con lúc nãy này. Rồi mọi người ơi. Làm nó thật mình nó bỏ xuống. Mình nó bỏ xuống mình túm luôn này. Wow. Con này khả năng to hơn con lúc nãy này. Con này con A2 rồi nhá. Con đầu tiên nha. A2. Hai con mọi người. Ok. Lại có thịt ăn rồi mọi người. Con đấy mọi người ơi. Đây. Hai. Chỗ này mình vừa bắt con ở kia kia nhá. Đây một chỗ này một con nữa mà mình không thấy này. Con này với không tới mọi người. Con này mình là để kẹp bắt nhá. To đấy mọi người ơi. Đang là nó thọc vào lấy được rồi. Giật lấy nha mọi người nha. Được mọi người. Thí được. Đây. Được rồi. Một con nữa. Hai con ngủ gần nhau mọi người ạ. Mình bắt trước kia một con, em quay ra đây mình vòng ra kia, không ra đây bắt một con nữa, hai con.
Mình vừa đến nhà mọi người ơi. Đây thanh quán đêm nay đây. Ba con rồi người ạ. Mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ ấn đăng ký để ủng hộ kênh. Nhớ ấn chuông để nhận được thông báo video mới.